Sau 5 séc đấu thì LP Bank Ninh Bình đã chính thức trở thành cựu vương. Và đương nhiên là mùa giải 2024 này thì chúng ta sẽ chào đón một nhà vô địch mới. Đó sẽ là đội bóng nào? VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa hay Hóa Chất Đức Giang Lào Cai? Long An đã sớm ghi tên mình vào trận chung kết và giờ đây thì họ sẽ nán lại sân để theo dõi và chờ đợi đối thủ của mình trong trận đấu cuối cùng của giải. Ngày hôm nay thì ông bầu của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, ông Đào Hữu Huyền đã có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai từ rất sớm. Ông có mặt từ trước khi trận bán kết 1 diễn ra, theo dõi toàn bộ những diễn biến của cặp đấu giữa LP Bank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Và giờ thì đội bóng của ông chính thức bước vào cuộc so tài ở trận bán kết 2. Chúng ta cùng đến với đội hình xuất phát của xi măng Long Sơn Thanh Hóa, với vị trí truyền 2 được giao cho Lê Thị Ngọc Trâm. Người đánh ở vị trí đối truyền là Đoàn Thị Xuân. Cặp chủ công của Thanh Hóa với Hoàng Thị Thảo. Và cái tên còn lại là ngoại binh người Thái Lan Lưu Yan Han. Hai phụ công với Quách Kim Luyến và Phạm Thị Như Quỳnh. Huấn luyện viên trưởng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa là ông Bùi Huy Sơn. Ông Bùi Huy Sơn từng là trợ lý cho huấn luyện viên Phạm Văn Long khi hai huấn luyện viên này còn làm việc ở đội bóng binh chủng thông tin. Khi đó thì huấn luyện viên Phạm Văn Long là huấn luyện viên trưởng đội 1 và giành rất nhiều thành công cùng với đội bóng ngành quân đội. Còn huấn luyện viên Bùi Huy Sơn thì được đôn lên từ đội trẻ làm trợ lý cho huấn luyện viên Phạm Văn Long và sau đó cũng có những năm tháng tiếp quản cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng thông tin. Đội hình xuất phát của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai ở trận này với đội trưởng chủ công Hoàng Thị Hồng Ngát, chủ công Trần Tú Linh, cặp phụ công là Bích Thủy và Lý Thị Luyến. Người đánh ở vị trí truyền 2 là Nguyễn Thị Thủy và đối truyền là Chép Trung Ba. Trong set 1 của trận đấu này, các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ là những người phát bóng trước. Họ thi đấu bên phần sân A. Tình huống phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Đường truyền và pha tấn công ở vị trí số 3. Người vừa đập bóng là Lý Thị Luyến. Thanh Hóa mở điểm với một pha chạm bóng của Đoàn Thị Xuân. Đoàn Thị Xuân cũng đã có quãng thời gian thi đấu trong màu áo của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Năm nay thì cô trở lại đầu quân cho đội bóng quê hương của mình. Ở giai đoạn 1, Đoàn Thị Xuân và Kai Xiao Quynh là những người góp công lớn giúp cho Thanh Hóa có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đánh biên 4, cú đập bóng rất mạnh của Chép Chum Ba. Và sau đó là câu trả lời của Lưu Yan Han nhưng vẫn chưa có điểm. Chép Chum Ba bỏ nhỏ. Một loạt rally, Đoàn Thị Xuân. Bóng chạm tay chắn và rơi ngoài sân. Điểm thứ 2 dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chia sẻ trước trận đấu này thì huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã nói rằng mục tiêu mà Thanh Hóa đề ra ở giải vô địch quốc gia năm nay chỉ là trụ hạng thôi. Giờ thì mục tiêu của họ đã sớm được hoàn thành và thậm chí họ đã có lần đầu tiên trở lại với top 4 kể từ năm 2018. Thanh Hóa đã có một giai đoạn liên tiếp góp mặt trong top 4 đội mạnh trong khoảng thời gian từ năm 2013 cho tới những năm 2018. Khi đó thì 4 đội mạnh nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam với Thông Tin, Long An, Ngân hàng Công Thương và Thanh Hóa. Nhưng kể từ năm 2018 cho tới nay, tới bây giờ thì Thanh Hóa mới trở lại góp mặt trong top 4 khi họ góp mặt trong trận chung kết này. Đường chuyền dành cho Chép Chu Ba. Thanh Hóa đang bám chắn rất tốt và họ liên tục ghi điểm. 4-0 dành cho đội bóng áo xanh. Đương nhiên là huấn luyện viên Phạm Văn Long không thể hài lòng với những diễn biến hiện tại, khi đội bóng của ông, một câu lạc bộ đang được đánh giá cao hơn, với một đội hình được đánh giá chất lượng đồng đều hơn và đang có phong độ cao, lại khởi đầu với việc liên tục để mất điểm như thế này. Nhưng Hóa Chất Đức Giang Lào Cai vừa có điểm đầu tiên sau tình huống phát bóng lỗi của Hoàng Thị Thảo. Dù sao thì chủ công của Thanh Hóa cũng đã kéo một mạch lên điểm với 4 điểm liên tiếp cho đội bóng của mình. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của Trần Tú Linh. Tú Linh tại giai đoạn 2 này thi đấu với phong độ rất cao, không chỉ trong khâu phòng ngự như thường lệ mà trong cả khả năng tấn công nữa. Pha xử lý bước 1 không tốt khiến cho Thanh Hóa gặp khó. Tỷ số bây giờ là 2-4. Sau màn nhập cuộc chậm thì tới giờ các vận động viên của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai cũng đã có những tín hiệu tích cực về mặt tâm lý khi họ đã ghi được 2 điểm.
hướng bắt bốc một của Hoàng Thị Thảo. Đoàn Thị Xuân, pha phòng thủ rất hay của Thanh Liên. Và sau đó là cú đập ở vị trí số 2 của Trung Ba. Được chuyền sau đầu, Trung Ba bỏ nhỏ, chưa có điểm. Pha nhảy chuyền cho Lưu Giang Han. Thêm một điểm nữa được ghi cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Hai đội đang chơi rất hay với một màn nhập cuộc với tốc độ cao. Trong trận đấu giữa Long An và LP Bank Ninh Bình vừa qua thì trong những set đầu chúng ta thấy mọi thứ diễn ra khá chậm rãi, không có những loạt rally trong những set đầu tiên. Thay vào đó là hai đội mắc lỗi khá nhiều, dẫn tới dành tặng cho đối thủ những điểm số. Nhưng set này thì Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang nhập cuộc với một chất lượng chuyên môn rất cao. Tình huống tấn công ở vị trí số 2 vừa rồi là của Trung Ba. Ở giai đoạn 1 thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai thuê Sasipapron, ngoại binh người Thái Lan, cùng với truyền 2 đã ký hợp đồng 5 năm với họ là Tichaya. Nhưng giai đoạn 2 này thì ngoại binh Saron Chepchumba, tay đập tới từ Kenya, là một sự bổ sung rất chất lượng cho đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long. Chắn bóng tốt, khoảng cách được thu hẹp xuống còn 1 điểm. Trận này thì đương nhiên các cổ động viên áo đỏ không thể bỏ lỡ được. Trong suốt giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia năm nay, khi chúng ta coi Hóa chất Đức Giang Lào Cai có lợi thế sân nhà thì chúng ta thường thấy các cổ động viên của đội bóng này tới nhà thi đấu tỉnh Lào Cai luôn là rất đông đảo. Và chắc chắn điều đó cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên ở trên sân. Được chuyền cho Lưu Gian Han. Pha phòng thủ bước một hay của Tú Linh. Đây là Hồng Ngát. Lưu Gian Han. Pha xử lý của Bích Thủy. Một pha phối hợp đánh lao điều chỉnh của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được san bằng 5 đều. Sau khi bị đối thủ dẫn 4 điểm liên tiếp thì bây giờ đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long đã giành lại thế cân bằng. Đường chuyền ra biên, Lưu Gian Han. Một cú đập rất mạnh với độ chính xác cao. Một cú boom spy của ngoại binh người Trung Quốc. Lưu Gian Han trước khi đầu quân cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa thì cô cũng đã chia sẻ với các phóng viên VTV Cup rằng cô cũng đã tìm kiếm những thông tin và hỏi han những người đồng hương của mình, những người đã từng chơi tại Việt Nam trong giai đoạn 1 như Kai Xiaoqing hay Chen Peiyan. Và từ đó thì cũng nắm bắt tốt hơn để có thể có sự hòa nhập nhanh hơn trong màu áo của Thanh Hóa tại giai đoạn 2 này. Đường chuyền cho Chepchumba. Pha chắn bóng tốt của Thanh Hóa. Chepchumba. Lưu Gian Han. Thêm một tình huống ghi điểm nữa của tay đập người Trung Quốc. Trước khi khoác áo Thanh Hóa thì Lưu Gian Han cũng từng thi đấu tại Indonesia cho đội bóng Jakarta Livin Mandiri. Trước đó thì cô có quãng thời gian chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ cho Giresunspor Kulübü. Một vận động viên cũng rất chất lượng. Và kết thúc rất tốt vừa rồi là của đội trưởng Hồng Ngát. Hồng Ngát trong giai đoạn vòng bảng cũng chưa có nhiều đóng góp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai, khi những người đồng đội của Hồng Ngát đã chơi với phong độ rất cao. Nhưng trong một trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp này thì đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang để lại những tiếng nói của mình với những pha đập bóng rất uy lực. Pha xử lý của Bích Thủy. Tỷ số được san bằng 7 đều. Hai đội đang bám đuổi tỷ số ngay từ những phút đầu, tạo nên một thế trận hấp dẫn ngay trong set đấu đầu tiên. Lưu Gian Han. Hàng sau, Chepchumba bỏ nhỏ. Pha xử lý rất tốt của tay đập người Kenya. Chúng ta thấy Chepchumba không chỉ có những cú bập đập bóng như búa bổ, thay vào đó thì cô cũng có được những pha quan sát nhanh và xử lý tinh tế như thế này. Một pha tấn công từ vị trí số 1 để loại bỏ hai tay chắn là Quách Kim Luyến và Lưu Gian Han. Tình huống xử lý không thành công là của Tú Linh. Tỷ số được san bằng 8 đều.
Có thể thấy là Thanh Hóa trong cả hai giai đoạn đều thuê được những ngoại binh rất chất lượng tới từ Trung Quốc. Liu Yanhan năm nay 31 tuổi với chiều cao 1m88. Nhưng có lẽ với các cổ động viên theo dõi bóng chuyền thì người có kỹ năng có phần được đánh giá là toàn diện hơn là Kai Xiaoqing, người đã giúp cho Thanh Hóa vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong giai đoạn 1. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò của Liu Yanhan ở giai đoạn 2 này. Liên tiếp là những pha xử lý của Bích Thủy. Liu Yanhan pha đập bóng cực tốt từ sau vạch 3m. So với Kai Xiaoqing thì Liu Yanhan có ngoại hình tốt hơn hẳn. Đây là mũi công cũng có thể tấn công đa dạng ở nhiều vị trí, đánh số 2, đánh số 4 và tấn công hàng sau. Hai cầu thủ phòng thủ tốt nhất bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai là Tú Linh và Thanh Liên cũng không phòng ngự được chiếc cú đập vừa rồi của Liu Yanhan. Đường chuyền sau đầu, cú đánh một chân sau đầu là của Bích Thủy. Thanh Liên đã có pha bọc lót hay. Liu Yanhan bỏ nhỏ, Thanh Liên phòng ngự quá kiên cường. Rồi phản công cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai, chép chung ba. Liu Yanhan, Tú Linh phòng thủ được thêm một loạt rally nữa. Đây là chép chung ba, bóng chạm chắn rồi. Tỷ số được san bằng 9-9. Trận bán kết 2 của chúng ta đang diễn ra cực hay ngay từ những phút đầu. Và có lẽ nó cũng đang đáp ứng được sự kỳ vọng của những người hâm mộ. Cấu phát bóng của đội trưởng Hoàng Thị Hồng Ngát, chủ công 26 tuổi của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và đánh bay sau vừa rồi là của cách Quách Kim Luyến. Ngày hôm nay thì phụ công sinh năm 2006 này là người chơi thay cho Trịnh Thị Huyền, phụ công sinh năm 1995. Trịnh Thị Huyền là vận động viên thuộc biên chế của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cô được cho mượn tại Thanh Hóa. Và trong cuộc đối đầu với đội bóng chủ quản thì Trịnh Thị Huyền không thể ra sân. Pha tấn công tốt ở biên 4 của Tú Linh. Một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và hấp dẫn ngay từ những phút đầu của set 1. Nguyễn Thị Thủy cũng đã có một tình huống đưa bóng rất vừa tầm cho Tú Linh, mặc dù chuyền một không thuận lợi. 10-10. Và tấn công là của Hoàng Thị Thảo. Một cú đập tốt của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Thanh Hóa. Thanh Hóa lại vươn lên dẫn trước. Lợi thế tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng với đội bóng xứ Thanh khi họ không đặt mục tiêu quá cao ở giải vô địch quốc gia năm nay. Theo huấn luyện viên Bùi Huy Sơn thì mục tiêu của họ chỉ là trụ hạng thôi. Nhưng đương nhiên khi đã trụ hạng thành công và bước vào trận đấu này thì mục tiêu của họ sẽ là xa hơn nữa. Nhưng để so sánh với mục tiêu được đặt ra từ trước khi mùa giải bắt đầu thì đương nhiên với các vận động viên của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, áp lực và gánh nặng với họ là lớn hơn so với Thanh Hóa. Tỷ số là 11-11 và bây giờ là cầu phát bóng của chuyền 2 Nguyễn Thủy. Hoàng Thị Thảo. Pha tấn công đưa bóng xuống cuối sân. Trọng tài xác định bóng không chạm chắn. Có lẽ sẽ có khiếu nại từ phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Họ không khiếu nại block touch, thay vào đó là challenge ball in out, bóng trong ngoài. Chúng ta cùng xem lại đường bóng với pha tấn công ở biên 4 của Hoàng Thị Thảo. Bóng rơi ngoài sân rồi. Nếu challenge block touch thì may ra còn hy vọng cho Thanh Hóa. Nhưng với quyền khiếu nại này thì họ đã không thành công. Thanh Hóa mất đi một lượt khiếu nại sai trong set 1 và còn lại một lượt khiếu nại sai nữa trong set đấu này. Chuyền một không thuận lợi, cơ hội tấn công cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đường chuyền cho chép chung ba. Một pha đập bóng tầm cao. Bóng rơi có lẽ là sau vạch cuối sân.
nhưng cũng sẽ có khiếu nại từ phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Các vận động viên của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã đưa ra tín hiệu để ban huấn luyện sử dụng quyền challenge. Đây cũng là một pha bóng rất nhạy cảm sau tình huống tấn công của tay đập người Kenya. Ở góc máy này thì chúng ta có cảm giác bóng ngoài, nhưng họ khiếu nại lỗi back touch. Đúng là bóng đã chạm tay chắn. Từ những hình ảnh của video challenge ice, điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Khi bóng đã chạm tay chắn rồi thì đương nhiên chúng ta không cần quan tâm tới việc bóng trong hay ngoài sân nữa. Trọng tài bắt lỗi của các cô gái xứ Thanh. Số 19 Như Quỳnh đã đưa chân sang vạch giữa sân. Thêm một điểm được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Giờ thì đội bóng xứ Thanh lại đưa ra khiếu nại. Nếu khiếu nại cho tình huống vừa rồi sẽ là khiếu nại foot foul. Không chỉ chân mà gần như một nửa thân người của Như Quỳnh đã ở phía bên kia lưới. Khiếu nại không thành công và Thanh Hóa không còn lại lượt khiếu nại nào trong set đấu này. Những tình huống challenge liên tục của hai đội bóng. Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì khiếu nại thành công, còn Thanh Hóa thì thất bại trong cả hai lượt challenge của mình. Được chuyền cho Chumba. Một pha đập bóng rất mạnh. Bóng chạm vào hàng chắn và văng đi rất xa. Sau khi nhập cuộc chậm thì tới giờ Hóa chất Đức Giang Lào Cai lại là đội đang tăng tốc tốt hơn trong giai đoạn giữa set 1. Thanh Hóa phải gọi hội ý rồi. Đương nhiên trong trận này thì không chỉ riêng mình ông bầu đầu Đào Hữu Huyền là người góp mặt ở nhà thi đấu tỉnh Lào Cai và theo dõi đội bóng của mình thi đấu, mà cả gia đình ông cũng đang có mặt tại đây. Đây là một trận đấu rất quan trọng để có thể mở ra cánh cửa giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai có thể đổi màu huy chương sau 4 mùa giải liên tiếp dừng chân ở vị trí Á quân. Họ đã tạo nên một kỷ lục không mong muốn ở sân chơi vô địch quốc gia. Pha tấn công của Như Quỳnh dưới sự dẫn dắt của huấn viên Phạm Văn Long, rõ ràng là khả năng phòng thủ phản công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã được cải thiện một cách rõ rệt. Pha tấn công của Tú Linh. Đưa bóng cho Chumba. Tình huống phòng thủ của Lưu Yan Han. Hoàng Thị Thảo. Thanh Liên xử lý bước một để bóng qua lưới. Và các cô gái Thanh Hóa đã chớp được thời cơ vừa rồi. Lỗi phát bóng của Hoàng Thị Thảo.
17-12. Tú Linh là người phát bóng. Pha tấn công với cú đánh y vừa rồi là của Đoàn Thị Xuân. Bóng có chạm chắn không? Trọng tài số 1 ông Nguyễn Anh Tuấn xác định rằng đó là một tình huống bóng ngoài. Ở thời điểm này thì Thanh Hóa đã hết quyền khiếu nại. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Bóng thì đi ra ngoài rồi, rất rõ. Và cũng còn cách khá xa bàn tay của Hồng Ngát. Lưới đã rung lên. Và những người mắc lỗi là các cô gái Thanh Hóa. Tình huống để dính lưới là của Lưu Gian Han. Thanh Hóa đã mất cả hai lượt khiếu nại trong set 1 và giờ thì họ cũng sử dụng nốt lượt timeout còn lại của mình trong set đấu này. Mỗi set đấu mỗi đội bóng sẽ có được hai lượt timeout, những lượt hội ý kéo dài 30 giây và hai lần khiếu nại sai. Đương nhiên là nếu khiếu nại thành công thì họ có thể khiếu nại bao nhiêu lần cũng được. Đây là những cổ động viên của VTV Bình Điền Long An, những người đã được hưởng niềm vui sau trận bán kết 1 khi Long An cũng đã lần đầu tiên trở lại với trận chung kết của giải vô địch quốc gia sau năm 2018. Đó cũng là năm gần đây nhất mà VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia. Hai mùa giải gần nhất thì họ đều đứng ở vị trí thứ 3 sau khi thất bại ở loạt trận bán kết. Nhưng năm nay thì Long An đã trở lại trận chung kết và họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu này. Được chuyền cho Lưu Gian Han, một cú đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4. Tú Linh đã không phòng thủ được trước pha tấn công của ngoại binh người Trung Quốc. 13-20. Pha tấn công ở vị trí số 3. Tình huống phước đánh lao điều chỉnh đã không thắng được Lý Thị Luyến. Phụ công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có một tình huống chắn bóng rất hay để ngăn chặn pha tấn công của Quách Kim Luyến. Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã ký hợp đồng với Thanh Hóa với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Sau khi ông hoàn thành công việc của mình cùng với đội bóng thông tin. Thực tế thì chúng ta thấy huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã góp mặt trên băng ghế huấn luyện của xi măng Long Sơn Thanh Hóa từ giai đoạn 1. Mặc dù không phải là người trực tiếp chỉ đạo nhưng cũng luôn bám sát những diễn biến và những trận đấu của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn sinh năm 1975 là một chủ công nổi danh khi còn thi đấu cho đội bóng thể công cũng như là đội tuyển quốc gia, cũng từng được đeo băng đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tháng 5 năm nay thì ông chính thức ký hợp đồng 3 năm với xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Hợp đồng của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn với đội bóng xứ Thanh sẽ kéo dài tới năm 2026. Trong khoảng 2 năm gần đây, Thanh Hóa đã thay rất nhiều huấn luyện viên với những cái tên như huấn luyện viên Thái Quang Lai, huấn luyện viên Lê Văn Dũng, huấn luyện viên Trần Đăng Thành và bây giờ là ông Bùi Huy Sơn. Tình huống phát bóng của Tichaya, Lưu Gian Han và tấn công tốt của tay đập người Trung Quốc đổi vào điểm cho Thanh Hóa 15-22. Có một điểm chung giữa hai đội bóng này là họ đều thay tướng trước khi bước vào giai đoạn 2. Và họ đều có được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các đơn vị tài trợ sau mỗi trận thắng và đặc biệt là những trận đấu quan trọng. Các vận động viên đều nhận được những sự ủng hộ
và những sự động viên rất lớn từ phía các mạnh thường quân. Điều đó chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho các vận động viên của chúng ta. Pha xử lý bước một khá xấu của Tú Linh. Bóng đã bay lên khán đài. Điểm ace dành cho Lưu Yan Han. Tỷ số bây giờ là 17-22 và Hóa chất Đức Giang Lào Cai phải sử dụng tới quyền time out. Giai đoạn 2 cũng như là vòng chung kết của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 ở nội dung của nữ của chúng ta đang bước vào những ngày thi đấu cuối cùng. Giải sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Có thể thấy là giai đoạn 2 diễn ra cực kỳ hấp dẫn với nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao khi các đội bóng đều đã có sự chuẩn bị và đầu tư rất mạnh mẽ cho giai đoạn quan trọng này của mùa giải. Điểm thứ 23 dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pha xử lý chuyền một không tốt nhưng Thanh Hóa bất ngờ có điểm ở tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người bắt bước một có lẽ là Đoàn Thị Xuân. Sau đó thì bóng chạm hàng chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Có lẽ Tú Linh đã mong muốn thực hiện một tình huống chớp thời cơ ngay nhưng không thành công. Đường chuyền cho Chép Chumba. Một pha dội bom từ sau vạch 3m nhưng Thanh Hóa phòng thủ hay. Lưu Yan Han. Trọng tài xác định điểm thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai sau lỗi hai chạm của Thanh Hóa. Set point cho đội bóng huấn viên Phạm Văn Long. Họ đang dẫn trước đối thủ với khoảng cách là 6 điểm. Người mắc lỗi hai chạm có lẽ là Hoàng Thị Thảo. Đường chuyền cho Hoàng Thị Thảo. Và tấn công tốt ở vị trí số 4. Thanh Hóa cứu được một set point. Nhưng họ vẫn còn phải đối mặt với 5 thử thách liên tiếp ở phía trước nữa. Tình huống tấn công lọt chắn rất hay của chủ công mang áo số 10. Hoàng Thị Thảo bên cạnh việc chơi bóng chuyền chuyên nghiệp thì cô còn là một luật sư cũng rất tài năng. Pha tấn công của Chép Chumba, bóng ngoài. Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn chưa thể kết thúc được set đấu này. Bước một khá tốt. Đường chuyền cho Chumba bỏ nhỏ. Hoàng Thị Thảo. Hóa chất Đức Giang Lào Cai chắn bóng hay. Đây là Lưu Yan Han. Bóng đã dính vạch rồi. Tình huống tấn công tốt của ngoại binh người Trung Quốc. Bóng rõ ràng là trong sân. Thanh Hóa đã cứu được 3 set point. Tú Linh. Thanh Hóa đang phòng thủ rất kiên cường. Họ vẫn cứu được bóng. Hoàng Thị Thảo. Cú đánh cực khó của tay đập mang áo số 10 bên phía Thanh Hóa. Có vẻ như huấn viên Phạm Văn Long cũng đã sử dụng tới quyền time out thứ hai. Đúng là như vậy. Mất 4 điểm liên tiếp và không thể chậm trễ hơn nữa. Đã tới lúc Hóa chất Đức Giang Lào Cai cần phải hội ý. Pha gõ bóng lỏng tay với cảm giác bóng rất tốt của Hoàng Thị Thảo. Huấn luyện viên Phạm Văn Long vẫn vậy.
nổi tiếng là một người nghiêm khắc. Ông hay có thái độ khiến cho các khán giả đánh giá rằng ông có phần nghiêm khắc hơi thái quá. Nhưng theo chia sẻ của các vận động viên thì họ vẫn luôn rất yêu quý người thầy này. Thầy Long đã luôn giúp cho họ cải thiện được rất nhiều về mặt trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Đây là giai đoạn mà Hóa chất Đức Giang Lào Cai cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình sau khi họ đã để mất liên tiếp những set point. Từ khoảng cách 6 điểm, bây giờ thì cách biệt giữa hai đội chỉ còn là 1 điểm thôi. Ở giai đoạn 2 này thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng phần nào thể hiện được sự lì lợm hơn so với giai đoạn 1. Đường chuyền cho Trung Ba, bỏ nhỏ. Thanh Hóa cứu bóng quá hay. Nhưng đây sẽ là cơ hội kết thúc xét đấu cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và tấn công của Lý Thị Luyến. Đường chuyền cho Tú Linh, chắn bóng tốt. Đây là Trung Ba. Thanh Hóa chơi với sự kiên cường đáng nể. Thêm một loạt rally hấp dẫn nữa, chép Trung Ba. Và xét đấu thứ nhất cuối cùng cũng đã thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Nhưng họ thực sự vất vả để có thể khuất phục xi măng Long Sơn Thanh Hóa trong xét đấu này. Cả hai đội chơi tuyệt hay trong xét đấu mở màn. Thanh Hóa là đội nhập cuộc tốt hơn, nhanh hơn. Nhưng tới khoảng thời gian giữa xét 1, Hóa chất Đức Giang Lào Cai tăng tốc và vượt lên. Họ có tới 6 set point nhưng phải tới cơ hội cuối cùng thì Chep Chumba mới giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai kết thúc được xét đấu này và có lợi thế dẫn trước trong trận bán kết. Tỷ số là 25-23. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại để tiếp tục theo dõi xét đấu thứ hai trận bán kết 2 nội dung của nữ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Xét 1 chiến thắng đã gọi tên đội bóng chủ nhà. Hóa chất Đức Giang giành chiến thắng với tỷ số 25-23 trước xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ở giai đoạn 1 thì Thanh Hóa là đội thắng trong xét 1 với tỷ số 25-18. Nhưng trong cuộc tái đấu này thì câu chuyện đang rẽ sang một chiều hướng khác. Khi Hóa chất Đức Giang Lào Cai là đội có lợi thế trước. Pha tấn công của Đoàn Thị Xuân. Lưu Yan Han. Cú đập bóng tốt của ngoại binh người Trung Quốc. Thanh Hóa lại là đội mở điểm trước. Trong set 1, đội bóng xứ Thanh thậm chí dẫn trước với tỷ số 4-0. Nhưng sau đó họ có một giai đoạn chơi giằng co với Hóa chất Đức Giang Lào Cai và tới giữa set 1 thì họ bị đối thủ vượt lên. Trung Ba. Và cứu bóng tốt của Như Quỳnh. Đây là Đoàn Thị Xuân. Bỏ nhỏ rất hay. Đoàn Thị Xuân không phải là một đối chuyền có kỹ năng tấn công quá ấn tượng. Nhưng sự nổi bật ở vận động viên này đó chính là khả năng chắn bóng. Đoàn Thị Xuân đã được các cổ động viên yêu mến gọi với nickname là Nữ Hoàng Block. Mùa giải 2023 thì Đoàn Thị Xuân cũng có mặt trong danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đó thì đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta có hai người đánh ở vị trí đối chuyền là Kiều Trinh và Đoàn Xuân. Tới năm 2024 này chúng ta có 3 người chơi vị trí đối chuyền với sự góp mặt của Bích Tuyền, Kiều Trinh và Trà My. Trung Ba. Pha tấn công cực kỳ uy lực của tay đập người Kenya. Một đường chuyền hai thấp tay của Thanh Liên. Và Trung Ba đã thực hiện một cú đập bóng như trời giáng. Điểm đầu tiên cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong xét đấu này. Đường chuyền sau đầu Đoàn Thị Xuân. Cú đánh y không thắng được Thanh Liên. Đây là Trung Ba. Một pha đập bóng chéo gắt rất khó chịu. Bóng dính biên. Thường thì những pha tấn công điểm bóng ở gần vạch 3 mét
luôn là những tình huống sẽ rất khó cho hàng thủ đối phương. Đoàn Thị Xuân điều chuyển cho Hồng Ngát. Chùm ba, Nguyễn Thủy đang liên tục khai thác vị trí của ngoại binh. Pha tấn công của Lý Thị Luyến, Tú Linh lăn xả để cứu bóng, nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công cho Thanh Hóa. Đoàn Thị Xuân chắn bóng hay, điểm block thuộc về Hồng Ngát. Tới loạt trận bán kết này thì người đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai mới bắt đầu lên tiếng, cũng là một sự khẳng định rất kịp thời của chủ cơ mặc áo số 5. Chỉ có một mình Hồng Ngát bám chắn khi Lý Thị Luyến chưa kịp giáp chắn, nhưng Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có được điểm thứ 3. Bóng trúng cột anten và gõ bóng là của Đoàn Xuân. Điểm thứ 4 dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trận đấu thứ nhất đã khép lại với sự tiếc nuối dành cho các cổ động viên xứ Thanh. Mặc dù ở thời điểm cuối trận đấu thì rõ ràng Hóa chất Đức Giang Lào Cai là đội chơi tốt hơn, nhưng Thanh Hóa cũng cho thấy sự kiên cường của mình. Họ cứu được tới 5 set point, nhưng sau cùng cũng không lật ngược được tình thế. Trận hai này thì sau những phút đầu dẫn điểm, Thanh Hóa lại đang bắt đầu tụt lại. Đoàn Thị Xuân, cú đánh bạt chắn với lực vừa phải của Đoàn Xuân. Đoàn Thị Xuân là vận động viên không có được những cú đập bóng uy lực như các đối chuyền còn lại của đội tuyển quốc gia, nhưng cô cũng là một người có khả năng xử lý bóng rất khéo léo, và như chúng tôi đã nói, nổi bật bằng khả năng chắn bóng. Mỗi vận động viên họ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Và xử lý an toàn của Lưu Yan Han. Cơ hội tấn công cho Thanh Hóa sau một tình huống phối hợp không ăn ý của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Chép chùm ba, Lưu Yan Han. Liên tục là những pha tấn công của các ngoại binh. Và xử lý hơi nôn nóng của vận động viên người Trung Quốc. Vừa rồi là một đường truyền không thuận lợi, nhưng Lưu Yan Han vẫn quyết định tấn công ngay. Và đã có sai số, bóng không qua lưới. Lưu Yan Han đã chủ động xin bóng ở tình huống này. Đường truyền sau đầu, pha phối hợp đánh một chân sau đầu hay của Thanh Hóa. Người kết thúc đường bóng vừa rồi là Quách Kim Luyến. Bóng bật mép lưới, chép chùm ba, chắn bóng tốt. Thanh Hóa có điểm 6 đều. Master block. Hai đội đều đang có những tình huống phòng thủ rất ấn tượng. Không chỉ là khả năng bọc lót tốt, sự kiên trì và bền bỉ với những tình huống lăn xả từ hàng sau, mà cả khả năng phòng thủ trên lưới, thì Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đều đã để lại những ấn tượng với chúng ta trong những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. Thêm một pha đập bóng rất uy lực của Hồng Ngát. Hồng Ngát đang ghi được khá nhiều điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong trận bán kết ngày hôm nay. Hoàng Thị Thảo, và phòng thủ tốt của Thanh Liên. Lại là Hồng Ngát. Lần này thì có vẻ như bóng ngoài, bóng ngoài rồi. Hồng Ngát cũng ra dấu để ban huấn luyện không đưa ra khiếu nại. Tỷ số được sai bằng 7 đều. Tình huống chuyền bóng thấp tay của Nguyễn Thủy cho chủ công mang áo số 5.
Bước một tốt của Tú Linh, Hồng Ngát bỏ nhỏ. Đây là Lưu Yan Han. Tình huống chuyền bóng không thực sự thuận lợi với pha vào đà của ngoại binh người Trung Quốc. Và Thanh Hóa đã bỏ lỡ thời cơ tấn công vừa rồi. Tám bảy cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Cầu phát bóng của Hồng Ngát. Đường chuyền sau đầu và phòng thủ hay của Hồng Ngát. Sau đó là tình huống kết thúc cực kỳ gọn gàng của Bích Thủy. Với phong độ này thì chúng ta có lẽ sẽ được thấy Bích Thủy trở lại đội hình của đội tuyển Việt Nam trong năm tới. Nhiều cổ động viên đang hy vọng điều đó xảy ra. Khả năng tấn công của Bích Thủy đã được cải thiện rất nhiều sau khi huấn luyện viên Phạm Văn Long tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, thay cho chiến lược gia người Thái Lan ông Vanachot. Không chỉ có Bích Thủy mà ngay cả Nguyễn Thủy và Thanh Liên cùng với Tú Linh cũng đang cho thấy những sự cải thiện đáng kinh ngạc chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Pha tấn công hàng sau, tình huống đập bóng là của Lưu Yan Han. Tiếp tục là cơ hội cho Thanh Hóa, Hoàng Thị Thảo. Các cô gái áo trắng chắn bóng hay, Lưu Yan Han. Hai cú đập bóng sau vạch 3m của tay đập người Trung Quốc vẫn chưa giúp cho Thanh Hóa có điểm. Và bây giờ sẽ là những tình huống phản công của Tú Linh và các đồng đội. Không được. Pha chạm bóng của Lưu Yan Han đã làm khó những người đồng đội của mình. Tỷ số được nâng lên 17 cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Nếu như huấn luyện viên Phạm Văn Long là người nổi tiếng rèn cho các vận động viên của mình ý chí và tinh thần tâm lý thi đấu tốt cùng với khả năng phòng thủ phản công, thì huấn luyện viên Bùi Huy Sơn lại là một chiến lược gia rất giỏi trong việc giúp cho đội bóng của mình tổ chức tấn công với tốc độ cao, những đường bóng thấp đánh nhanh là phong cách huấn luyện của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn mang tới cho các đội bóng của mình. Lỗi phát bóng của Thanh Hóa. Sau khi vất vả ngắt được mạch lên điểm của đối thủ thì đội bóng xứ Thanh lại mắc lỗi trong tình huống phát bóng của mình. Rất đáng tiếc. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Thanh Hóa. Điểm thứ 12 dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Đường chuyền sau đâu? Pha phòng thủ tốt của Hồng Ngát. Đây là Chép Chung Ba bỏ nhỏ. Đường chuyền không thực sự tốt cho Chép Chung Ba. Thanh Hóa có điểm. Một tình huống với những đường bóng khá lộn xộn. Ở giai đoạn 2 này thì Hóa Chất Đức Giang Lào Cai phòng thủ bước 1 cực kỳ ấn tượng. Các tay đập rất khó để có thể khuất phục được hàng thủ của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, đặc biệt là khi Tú Linh và đương nhiên có cả Thanh Liên ở cầu dưới. Chép Chung Ba, cú đập bóng rất mạnh từ hàng sau nhưng bóng đã ra ngoài mất rồi. Sẽ có khiếu nại. Các vận động viên áo trắng đã đưa ra tín hiệu. Challenge block touch. Liệu bóng có chạm các tay chắn của xi măng Long Sơn Thanh Hóa hay không? Hai vận động viên đã nhảy lên chắn bóng là Lưu Yan Han và Như Quỳnh. Nếu chạm chắn thì có lẽ là chạm tay Như Quỳnh, còn không thì đó là một khiếu nại không thành công.
Như vậy là bóng không chạm chặt. Khiếu nại không thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Các trọng tài đã đưa ra một quyết định chính xác ở tình huống vừa rồi. Cú đánh một chân sau đầu là của Lý Thị Luyến. Không chỉ Bích Thủy đã hay hơn mà Lý Thị Luyến cũng đang dần nâng cao được khả năng tấn công của mình. Giờ đây những tình huống chuyền bóng sau đầu cho các phụ công tấn công với những cú đánh bay sau của Bích Thủy hay Lý Thị Luyến, hiệu suất ăn điểm đã được cải thiện một cách đáng kể so với thời Hóa chất Đức Giang Lào Cai được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vanachot. Chùm ba. Và phối hợp không ăn ý của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, cơ hội cho Thanh Hóa. Tình huống phòng thủ khá lung túng của đội bóng áo trắng. Đoàn Thị Xuân. Hàng sau của Lưu Giang Hàn. Thành Liên vẫn phòng thủ rất hay. Sau đó thì Chùm ba tận dụng thời cơ. Vẫn là những tình huống phòng thủ phản công cực hay, đậm chất huấn luyện viên Phạm Văn Long, người đã giúp cho các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai gần như là lột xác hoàn toàn so với giai đoạn 1. Tú Linh phát bóng. Pha phát bóng khó của Tú Linh. Cơ hội cho Chupa ghi điểm. Cú đánh ở vị trí số 2 giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai có thêm một điểm nữa. 15-11. Xét về mặt lực lượng thì trên băng ghế dự bị, Thanh Hóa cũng không có nhiều lựa chọn cho huấn luyện viên Bùi Huy Sơn để có thể điều chỉnh về mặt con người. Chúng ta thấy Đoàn Thị Xuân đang đối cầu cùng với Chep Chumba và những tình huống tấn công của đối chuyền bên phía Thanh Hóa gần như không thể vượt qua được tay chắn của ngoại binh người Kenya. Lúc này thì thế trận đang nghiêng về phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Lưu Giang Hàn. Sau lượt hội ý vừa rồi thì Thanh Hóa đã có điểm. Lưu Giang Hàn cũng có lực cánh tay cực tốt. Cú đập bóng đưa bóng vào giữa vị trí của Tú Linh và Thanh Liên. Pha chắn bóng tốt của Thanh Hóa. Một tình huống ghép chắn của Kim Luyến và chuyền hai Ngọc Trâm. Điểm block đã thuộc về Ngọc Trâm. Ngày hôm nay thì Thanh Hóa không có được chuyền hai Lê Thị Dung, người cũng đang gặp một chấn thương. Trước đó trong cặp bán kết 1 Ninh Bình, đội bóng cũng đã dính chấn thương ở vị trí chuyền hai, đã để thua trong loạt bán kết. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Thanh Hóa trong thế trận gặp bất lợi về mặt nhân sự như thế này
họ có thể làm được điều gì trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai, một đội bóng đang rất quyết tâm để có thể lần đầu tiên chạm tới chiếc cúp vô địch của giải vô địch quốc gia. Mười bảy, mười ba. Hồng Ngát, Lưu Giang Hàn, pha tấn công tốt ở biên 4. Lưu Giang Hàn vẫn đang giữ được hiệu suất ăn điểm khá cao. Có thể thấy là hai ngoại binh của hai đội bóng thực sự là rất đáng đồng tiền bát gạo. Họ xứng đáng với những giá trị mà các đội bóng bỏ ra để chiêu mộ họ thi đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Sau mùa giải 2022, khi sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta cho phép các vận động viên ngoại trở lại thi đấu, thì các đội bóng đều có sự đầu tư rất mạnh mẽ ở những vị trí ngoại binh. Những bản hợp đồng thời vụ nhưng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng đã được đưa ra. Các ngoại binh chỉ thi đấu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng số tiền mà các câu lạc bộ phải bỏ ra để thuê các ngoại binh, theo chúng tôi được biết là luôn hơn 50.000 đô la Mỹ cho những ngoại binh chất lượng. Tichaya là người phát bóng. Đường chuyền sau đầu và phòng thủ không thành công của Tú Linh trước cú đánh của Quách Kim Luyến. 16-18, cách biệt đang dần được thu hẹp. Cú đánh một chân sau đầu vừa rồi là của Bích Thủy, cũng là một pha tấn công của Phụ Công. Lần này thì Thanh Hóa triển khai miếng đánh ở vị trí số 3. Cách biệt được thu hẹp xuống còn 1 điểm. Tình huống tấn công ghi điểm là của Phụ Công Như Quỳnh. Đường chuyền cho Hồng Ngát. Ngày hôm nay thì đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai rất biết lên tiếng ở những thời điểm mà đội bóng cần thiết. Đội bóng áo trắng vừa mất một mạch điểm liên tiếp và giờ thì Hồng Ngát đã cắt điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh, đường chuyền cho Lưu Giang Hàn. Những cú treo bóng của Ngọc Trâm cho Lưu Giang Hàn vẫn hơi với cho những tình huống tấn công hàng sau của tay đập người Trung Quốc. Chung Ba, Đoàn Thị Xuân phòng thủ thành công, lại là Lưu Giang Hàn. Một đường bóng rất mất sức đối với tay đập người Trung Quốc, nhưng Lưu Giang Hàn đã thành công để giúp cho Thanh Hóa có thêm một điểm nữa. Ba tình huống tấn công từ sau vạch 3m, cuối cùng thì Lưu Giang Hàn cũng đã thành công. Lưu Giang Hàn sinh năm 1993, cao 1m88, thông số bật đà là 3m15 và bật chắn là 3m05. Tú Linh chắn bóng hay và tỷ số được san bằng 19-19. Tình huống chắn đôi thành công của Thanh Hóa. Lý Viên Hàn đang chơi cực hay trong những đường bóng gần đây. Cô vừa ghi điểm và cũng là người đã phòng thủ hàng sau tốt trước cú đập bóng rất mạnh của Chep Chumba. Để rồi sau đó thì hàng trên của Thanh Hóa đã lên tiếng. Bích Thủy vừa có thêm một cú đánh một chân sau đầu chất lượng nữa để giành lại quyền phát bóng cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
Thanh Hóa cũng tính thực hiện một tình huống đánh bay sau, nhưng ở pha bóng vừa rồi thì Như Quỳnh đã không thắng được hàng chắn của đội bóng áo trắng. Chỉ có một mình Tú Linh nhảy lên bám chắn. Hoàng Thị Thảo, pha tấn công tốt của số 10 bên phía Thanh Hóa. Lối phát bóng của Thanh Hóa ở một thời điểm rất nhạy cảm, và đương nhiên nó mang lại niềm vui cho các vận động viên của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Bên ngoài sân chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Hồng Hạnh, Kiều Anh, Nông Thùy Anh, những vận động viên ở lứa trẻ của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đoàn Thị Xuân, Thanh Hóa có thêm một điểm nữa. Cú đánh không dùng nhiều đà của Đoàn Xuân. Bóng chạm tay chắn và đổi hướng khiến cho Chép Chu Ba xử lý không thành công. Một quả cảm ơn. Lỗi bước một của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, và Lưu Yan Han đã chớp thời cơ rất nhanh. Pha phát bóng, bóng bay liệng của Như Quỳnh mở ra cơ hội cho ngoại binh người Trung Quốc. Sau tình huống xử lý bước một lỗi của Tú Linh, tỷ số được cân bằng và ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai lại phải gọi time out. Cũng như set 1, set 2 cũng đang diễn ra rất căng. Lần này thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai không còn dẫn với một cách biệt lớn ở thời điểm cuối set trước Thanh Hóa được nữa. Đường chuyền cho Trung Ba, bóng chạm tay chắn, cơ hội phản công cho Thanh Hóa. Pha phòng thủ tốt của Thanh Liên. Tiếp tục là cơ hội cho Lưu Yan Han. Đường chuyền quá sát lưới, lại là Trung Ba. Pha đập bóng cực tốt ở vị trí số 4. Đường chuyền cũng hơi xấu nhưng Trung Ba đã xử lý được. Sau tình huống đập bóng này thì ngoại binh người Kenya đã có một pha tiếp xúc mặt sàn không tốt. Đường chuyền sau đầu, Đoàn Thị Xuân. Rất khó để đánh bại được Thanh Liên. Lưu Yan Han. Lần này thì Thanh Liên đã bị khuất phục bởi tay đập người Trung Quốc. 23-23. Hồng Ngát. Cú đập như búa bổ khiến cho libero của Thanh Hóa không kịp trở tay. 24-23 và Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn là đội có set point. Cơ hội để cho đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền có thể vượt lên dẫn với tỷ số 2-0 trong trận bán kết này. Thanh Hóa gọi hội ý rồi. Một thời điểm cần thiết cho một loạt time out.
Chuyền hai Hoa Thắm vào sân từ băng ghế dự bị. Hóa chất Đức Giang Lào Cai luôn đăng ký trong đội hình 3 chuyền 2. Ngoài vị trí ngoại binh dành cho Tít Chaya thì hai cái tên còn lại là Hoa Thắm và Nguyễn Thủy. Lưu Yan Han, tình huống tấn công tốt của tay đập người Trung Quốc, và Thanh Hóa tiếp tục cứu được set point. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng không dễ dàng gì để có thể giành được điểm số quyết định của set đấu ngay từ những cơ hội đầu tiên trước Thanh Hóa. Cầu phát bóng của Lưu Yan Han ở thời điểm quan trọng nhưng ngoại binh người Trung Quốc lại bị xoay xuống cầu dưới. Được chuyền cho Hồng Ngát. Lưu Yan Han tấn công hàng sau. Tình huống phòng thủ tốt của Nguyễn Thị Thủy. Đây là Chep Chuba. Một cú đập bóng uy lực từ vị trí số 2. Và Hóa chất Đức Giang Lào Cai có set point thứ 2 trong set này. Hai ngoại binh đều thay nhau lên tiếng. Cũng khá đáng tiếc cho Long An nếu như ở lượt trận cuối họ không có được sự phục vụ của ngoại binh Joyce. Cuối trận bán kết 1 chúng ta đã thấy vận động viên này có dấu hiệu bị chấn thương. Hy vọng rằng không có điều gì xảy ra với Joyce để trận chung kết năm nay của chúng ta sẽ được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao nhất. Và như vậy là Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có được điểm quyết định của set 2, 26-24. Hai set đấu họ đều vượt qua đối thủ với cách biệt chỉ là 2 điểm thôi. Khoảng cách không lớn nhưng là đủ để cho ông bầu Đào Hữu Huyền có thể nở nụ cười khi đội bóng của ông đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Chúng ta vẫn chưa thấy tín hiệu ra sân từ chuyền 2 Lê Thị Dung. Và lúc này thì huấn luyện viên Bùi Huy Sơn vẫn đang phải sử dụng nguyên đội hình xuất phát của mình. Như chúng tôi đã nói, chiến lược gia sinh năm 1975 này cũng không có nhiều lựa chọn từ băng ghế dự bị. Trong những trận đấu vừa qua của Thanh Hóa thì có cảm giác Lê Thị Dung phối hợp tốt hơn với Lưu Yan Han. Hôm nay việc thiếu vắng chuyền 2 này cũng khiến cho Thanh Hóa gặp bất lợi. Họ vẫn là đội mở điểm trước, cả 3 set đấu Thanh Hóa đều là đội có được điểm số đầu tiên. Nhưng họ lại là đội mất điểm cuối cùng. Giờ thì chúng ta hy vọng rằng Thanh Hóa sẽ thắng set đấu này. Trận đấu đang diễn ra rất hay và nếu như nó kết thúc trong 3 set thì sẽ là một điều khá hụt hẫng với nhiều cổ động viên. Chắc chắn là giờ thì nhiều cổ động viên trung lập sẽ dành sự cổ vũ cho đội bóng xứ Thanh. Với những gì đã thể hiện, Hóa chất Đức Giang Lào Cai xứng đáng thắng ở hai set đầu. Nhưng chúng ta cũng phải ghi nhận sự kiên cường của Thanh Hóa. Và tấn công với một cú đập bóng rất mạnh của Hồng Ngát. Bóng bay thẳng ra ngoài sân. Đã có khiếu nại. Ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng chia sẻ rằng họ không kịp nhìn đường bóng vừa rồi. Không biết rằng bóng có chạm trán hay không, nhưng cứ khiếu nại cái đã.
Khiếu nại không thành công. Điểm dành cho Thanh Hóa. Sau những tình huống trận đấu bị gián đoạn, các đội bóng rất dễ mắc lỗi vị trí nếu như không tập trung. Đường chuyền cho Chumba. Một pha tấn công trên chắn của tay đập người Kenya. Đây là Liu Yanhan. Thanh Liên bao hàng sau cực tốt. Pha tấn công của Tú Linh. Tú Linh ngày hôm nay đang chưa chơi được với phong độ cao nhất của mình, nhưng cũng khá may cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai khi Tú Linh đang không có được phong độ cao thì Hồng Ngát lại có sự trở lại đúng lúc để chia lửa cùng với Chep Chumba. Chumba. Điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được nâng lên 3-2. Một màn giáp chắn cũng chưa thực sự kín kẽ của các cô gái Thanh Hóa. Họ cần phải chắn bóng rát hơn ở vị trí của ngoại binh bên phía Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Chumba. Cú đập chéo sân cực tốt. Thua hai xét, thể lực xuống và tinh thần cũng đi xuống. Thật khó để cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa có thể lật ngược thế cơ trong bối cảnh họ cũng đang thua kém đối thủ về mặt lực lượng. Liu Yanhan. Bóng bật chắn và bay ra ngoài sân. Giờ thì tất cả niềm hy vọng của các cổ động viên xứ Thanh đều đặt lên đôi tay của Liu Yanhan. Pha tấn công ở vị trí số 3. Liu Yanhan. Đường chuyền cho Chumba. Chắn bóng tốt. Tình huống chắn đôi thành công của Thanh Hóa, tỷ số được san bằng 4 đều. Liu Yanhan tấn công hay, chắn bóng tốt, phòng thủ bước 1 cũng rất ấn tượng. Đây là mẫu chủ công mà có lẽ là bóng chuyền Việt Nam rất cần. Pha tấn công ở vị trí số 3 đưa bóng ra ngoài sân của Quách Kim Luyến. Bóng rơi ngay sau vạch cuối sân. Liu Yanhan. Thêm một đường bóng ngoài nữa của Thanh Hóa. Điểm thứ 6 dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Liên tục là những đường bóng hướng tới vị trí của ngoại binh người Trung Quốc. Và Liu Yanhan đã giúp cho Thanh Hóa giành lại quyền phát bóng. Tú Linh đã hơi bị đau sau nỗ lực cứu bóng vừa rồi. Ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã gọi time out. Không biết có vấn đề gì với Tú Linh hay không. Một vết đau ở vùng đầu gối phải. Những
diễn biến rất đáng lo với các cổ động viên của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Họ đang có thế trận rất thuận lợi và có thể nghĩ tới việc sớm kết thúc trận đấu này, giành quyền góp mặt ở trận chung kết. Nhưng nếu giành được vé vào chung kết mà mất một vị trí quan trọng như Tú Linh vì chấn thương thì đó đương nhiên sẽ là một chiến thắng không trọn vẹn với Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Một giải đấu có chất lượng chuyên môn cực cao và chúng ta đều hy vọng các vận động viên của chúng ta đều có được thể trạng tốt nhất để mang tới những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Dù là fan của bất cứ đội bóng nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không mong đối thủ gặp phải những chấn thương dẫn tới tình trạng thiếu hụt lực lượng. Và đương nhiên những cuộc so tài vì thế cũng giảm đi những yếu tố chuyên môn. Một điểm dành cho Thanh Hóa và tỷ số được san bằng 6 đều. Hồng Hạnh là người chơi thay vị trí của Tú Linh. Chumba tấn công ở mọi vị trí. Một cú đánh ở vị trí số 1 giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai có điểm thứ 7. Hoàng Thị Thảo. Bóng chạm chắn rồi. 7 đều. Đường truyền cho Hồng Hạnh. Hoàng Thị Thảo. Liên tiếp là những tình huống tấn công ở biên 4 của chủ công mang áo số 10. Hai cú đánh bóng đều chạm tay chắn. Bóng đã sượt qua những đầu ngón tay của Bích Thủy. Và ghi điểm vừa rồi là của Hoàng Hồng Hạnh. 8 đều. Một pha kết thúc cực kỳ gọn gàng với tình huống tấn công sau vạch 3m của Lưu Gian Hàn. Lưu Gian Hàn chỉ cần những đường truyền đúng tầm như thế này để có thể nã đạn. Một cú đập bóng từ hàng sau với độ chính xác cao. Không có bất cứ cầu thủ phòng ngự nào của Hóa chất Đức Giang Lào Cai kịp phản ứng. Ngay sau đó là câu trả lời với cú đánh một chân sau đầu của Lý Thị Luyến. Tỷ số lại được cân bằng. Với phong độ hiện tại của Lý Thị Luyến cũng như Trần Thị Bích Thủy thì Nguyễn Thủy có thể yên tâm hơn nhiều khi phân phối bóng cho bộ đôi phụ công này. Và phối hợp không ăn ý của các cô gái Thanh Hóa. Lý Thị Luyến. Lý Thị Luyến đang đánh tốt hơn với những miếng đánh một chân sau đầu so với những tình huống tấn công ở vị trí số 3. Với chiều cao hơn 1m9 của mình thì Lý Thị Luyến thường nhận những đường truyền có thể nói là cũng không đúng tầm khi đánh nhanh hoặc đánh lao ở vị trí số 3. Đánh bạt chắn ghi điểm của Chumba.
Khi Hóa Chất Đức Giang Lào Cai cần thì Chumba luôn biết cách để lên tiếng. Mười đều. Tất cả ba xét đấu, hai đội bóng đều tạo ra một thế trận giằng co, không có sự chênh lệch quá lớn. Mặc dù Hóa Chất Đức Giang Lào Cai luôn giữ được một thế trận chủ động và chơi có phần nhỉnh hơn so với Thanh Hóa. Pha phát bóng ngoài của Như Quỳnh. Thanh Hóa cần phải biết cách chắt chiu hơn những cơ hội của mình. Đang trong tình thế khó khăn, họ phải chắt chiu và nâng niu từng điểm số, tránh những sai lầm như vừa rồi. Trong trận này thì Thanh Hóa cũng đã dành tặng cho đối thủ khá nhiều điểm vì lỗi phát bóng. Pha tấn công tốt của Đoàn Thị Xuân. Ở bên kia lưới khi không còn Chép Chumba, Đoàn Thị Xuân đã dễ dàng đánh bại hai tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Nét mặt rất đau đớn của Tú Linh. Những hình ảnh này không chỉ khiến cho các cổ động viên của riêng Hóa Chất Đức Giang Lào Cai cảm thấy lo lắng, mà những cổ động viên của bóng chuyền Việt Nam, những người yêu mến đội tuyển Việt Nam cũng rất lo. Tú Linh đang là người phụ trách bước một cho đội tuyển, để cho những cầu công mạnh như Thanh Thúy hay Bích Tuyền có cơ hội nã đạn. Nếu như Tú Linh không may dính chấn thương thì cũng sẽ mang tới một bài toán đau đầu cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai 12-13. Pha tấn công ghi điểm là của Hồng Ngát. Hồng Ngát trong trận này đang là mũi công rất lợi hại của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai cùng với Chép Chumba. Ngay sau đó thì Thanh Hóa giành lại quyền phát bóng nhờ tình huống tấn công biên 4 của Lưu Gian Han. Và tấn công hiệu quả là của Bích Thủy. Kỹ năng tấn công của Bích Thủy nhỉnh hơn so với Lý Thị Luyến khi đánh ở vị trí số 3. Cú đánh hai chuyền không thành công. Một cú đập rụng chắn, đó là pha tấn công của Quách Kim Luyến. Mười lăm mười ba, Thanh Hóa đang dẫn điểm. Trong trận đấu chơi thay vị trí của Trịnh Thị Huyền, Quách Kim Luyến cũng đang có nhiều đóng góp cho đội bóng xứ Thanh. Hồng Hạnh, cú đánh bạt chắn ghi điểm. Chumba, và kết thúc rất chính xác từ sau vạch 3m. 15 đều. Chumba quá mạnh. Đây thực sự là một ngoại binh chất lượng của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Năm nay cùng với phong độ tốt của truyền hai Nguyễn Thị Thủy thì ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai sẽ bớt đau đầu trong việc phải
tính tới phương án sử dụng ngoại binh nào? Ngoại binh cho vị trí chuyền 2 hay ngoại binh cho cầu công? Trong mùa giải có sự góp mặt của Polina Rahimova, huấn luyện viên Vanachot cũng đã rất đau đầu trong việc tính toán giữa hai phương án này. Và sau cùng thì ở mùa giải đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng không thể đổi màu huy chương của mình, dù họ sở hữu một ngoại binh cực kỳ chất lượng, máy dội bom của Azerbaijan. Thêm một pha tấn công ghi điểm nữa của Hồng Hạnh. Sau khi vào sân thay người thì chủ công mang áo số 23 cũng liên tục góp công cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Mười sáu đều. Nỗ lực cứu bóng của Thanh Hóa. Cơ hội tấn công cho đội bóng áo trắng. Chép chung ba. Pha phòng thủ hay của Thanh Liên. Chắn bóng tốt và Thanh Hóa vượt lên dẫn 17-16. Tình huống chắn đôi với sự góp mặt của Đoàn Thị Xuân. Cuối cùng thì hàng chắn của Thanh Hóa cũng đã chiến thắng Hoàng Hồng Hạnh, người trước đó đã liên tục có những pha ghi điểm ở vị trí số 4. Nhưng ngay sau đó thì lại là lỗi phát bóng của đội bóng xứ Thanh. Pha cứu bóng rất nỗ lực của Hồng Hạnh. Tình huống xử lý trong tư thế hơi khó của Như Quỳnh. Lưu Giang Han. Thanh Hóa vẫn cứu được bóng. Chùm ba. Bóng đổi hướng sau khi chạm các tay chắn. Chùm ba tấn công quá hiệu quả. Thật khó để có thể ngăn chặn được mũi công này. Thể lực dồi dào. Tấn công với độ chuẩn xác cao. Ở giai đoạn 2 chúng ta đã thấy Chep Chùm ba chơi ở trận đấu 5 set với binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và thể hiện một sự vượt trội về mặt thể lực. Chùm ba. Tình huống chắn bóng tốt của Thanh Hóa. Đây sẽ là cơ hội để cho họ san bằng cách biệt. Đoàn Thị Xuân. Hồng Ngát. Điểm block dành cho đội bóng xứ Thanh. 18 đều. Hồng Ngát đã đối mặt với nữ hoàng block ở tình huống vừa rồi. Đoàn Xuân đang liên tục đóng góp điểm số cho Thanh Hóa với những tình huống chắn bóng tốt. Sau là trận bán kết, các đội thắng sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng để đánh trận chung kết tranh cúp vàng. Các đội thua ngày mai sẽ đánh trận tranh hạng 3 vào lúc 20 giờ. Trước đó thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến của các trận đấu ở vòng đua tranh trụ hạng.
Đó là tình huống chắn bóng hợp lệ của Đoàn Thị Xuân và đồng đội. Không có lỗi lưới. Bóng sau khi dội ngược trở lại vị trí của Hồng Ngát mới bật vào lưới khiến lưới rung lên. Ở môn bóng chuyền thì chỉ có đội trưởng là người được tiếp xúc với trọng tài để có thể phân bua và đưa ra những khiếu nại. Khiếu nại của Hồng Ngát không thành công. Trọng tài vẫn rất kiên định sau khi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge Ice đã cho chúng ta thấy rõ pha bóng vừa rồi. Tỷ số được cân bằng. Chép chùm ba. Hồng Ngát. Cơ hội tiếp theo cho Hồng Ngát. Đây sẽ là tình huống phản công của Thanh Hóa. Lưu Gian Han. Bóng có chạm trán hay không? Như vậy trọng tài xác định điểm dành cho Thanh Hóa. 19-18. Và chuyền bóng rất khéo của phụ công Như Quỳnh. Chumba. Một cú đập bóng như búa bổ. Lưu Gian Han. Hai ngoại binh đều thi nhau lên tiếng. Có thể thấy là Thanh Hóa và Hóa Chất Đức Giang Lào Cai sở hữu hai ngoại binh quá chất lượng ở giai đoạn 2 này. Tú Linh đã trở lại sân. Như vậy là cũng không có vấn đề gì quá lớn với chủ công của đội tuyển Việt Nam. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Đã có những vết băng trên đầu gối phải của Trần Tú Linh. Lưu Gian Han. Hai tình huống tấn công với nhiều điểm tương đồng. Bóng đều hướng tới vị trí của Thanh Liên. Cú đánh vặn sườn của Lưu Gian Han khiến cho libero xuất sắc của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai không phòng thủ được. Đông Thùy Anh sẽ vào sân thay thế cho Lý Thị Luyến. Một sự thay đổi ở vị trí phụ công. Thùy Anh là thành viên của đội trẻ Hóa Chất Đức Giang Lào Cai nhưng cũng đã sớm được đôn lên đội 1. Đường truyền cho Chumba. Một pha nã đại bác. Bóng cắm sàn. Một cú boom spy của tay đập người Kenya. Không thể phòng thủ được. Cú đánh quá uy lực. 19-21. Thời điểm hiếm hoi ở giai đoạn này của séc đấu mà chúng ta thấy Thanh Hóa dẫn trước. Pha tấn công là của Đoàn Thị Xuân. Nhìn hình ảnh của Tú Linh thì các cổ động viên cũng không khỏi lo lắng. Có lẽ ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai cũng không nên quá mạo hiểm với trường hợp này. Tình huống tấn công ghi điểm của Bích Thủy. Có lẽ Tú Linh vẫn chủ động xin thi đấu. Không ai rõ thể trạng của mình hơn là chính vận động viên. Ở thời điểm Tú Linh rời sân thì Hồng Hạnh vào sân cũng có nhiều đóng góp cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thì Tichaya đã thực hiện một tình huống phát bóng không qua lưới. Những tính toán chiến thuật của huấn viên Phạm Văn Long đã không thành công ở thời điểm vừa rồi khi muốn tận dụng cầu phát bóng khó của ngoại binh người Thái Lan để phá bước một của đối thủ.
Đổi vào điểm cho Thanh Hóa 23-20. Bích Thủy quá hay. Pha ra tay cực nhanh và gọn gàng của phụ công bên phía Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Một tình huống phối hợp cực kỳ ấn tượng giữa chuyền hai Nguyễn Thủy và phụ công Bích Thủy. Bay sau đi ơi. 21-23. Ra luôn. Đường chuyền sau đâu. Pha tấn công tốt là của Quách Kim Luyến. Hai tình huống liên tiếp các phụ công đều ghi điểm. Bây giờ thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa mới lần đầu tiên có set point. Họ có 3 cơ hội liên tiếp để rút ngắn cách biệt và tiếp tục nuôi hy vọng trong trận bán kết này. Hoàng Thị Thảo. Bóng trong sân và điểm quyết định của set 3 đã thuộc về xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tâm nguyện của các cổ động viên trung lập đã được đáp ứng khi ít nhất chúng ta sẽ có set đấu thứ 4 cho cặp đấu hấp dẫn này. Quả thực là một trận đấu hay như thế này nếu khép lại trong 3 set sẽ khiến cho nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng. Nhưng giờ thì ít nhất chúng ta cũng có thêm một set đấu nữa. Sau 3 set, xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-1. Nhưng hy vọng vẫn còn ở phía trước. Và chúng ta vẫn sẽ cùng nhau được tiếp tục theo dõi những diễn biến của trận bán kết 2 này. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai để tiếp tục theo dõi những diễn biến hấp dẫn của trận bán kết 2. Nội dung của nữ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giang năm 2024. Trận đấu này Hóa Chất Đức Giang thi đấu bên phần sân A và chúng ta vẫn thấy Tú Linh đang góp mặt ở trên sân. Tú Linh trong set đấu thứ 3 đã dính một vết đau ở đầu gối phải sau những nỗ lực để cứu bóng của mình. Sau khi Tú Linh rời sân ở tình huống này, Hoàng Hồng Hạnh là người vào sân thay thế. Và đó cũng tạo ra một bước ngoặt nho nhỏ về mặt thế trận. Thanh Hóa đã tận dụng được thời cơ và giành được chiến thắng trong set 3. Ở set đấu thứ 4 này thì Hóa Chất Đức Giang Lào Cai là đội mở điểm trước. Lần đầu tiên trận này, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long có điểm đầu tiên trong một set đấu. Điểm block dành cho Tú Linh. Và tấn công tốt của Lưu Gian Han giúp cho Thanh Hóa san bằng tỷ số 1-1. Nét mặt của Tú Linh dường như vẫn chưa thực sự thoải mái với vết đau ở đầu gối phải. Chumba. Một cú đánh chéo gắt không thành công. Bóng đi ra ngoài sân. 2-1 cho Thanh Hóa. Tình huống tấn công này thì bóng đã chạm chặt. Tỷ số được cân bằng 2-2. Hai đội bóng vẫn đang sử dụng nguyên đội hình xuất phát của mình ở thời điểm đầu trận. Bên phía Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đó là Chep Chumba đánh ở vị trí đối chuyền, Nguyễn Thủy chuyền 2. Cặp đôi chủ công là Hồng Ngát và Tú Linh. Cặp phụ công là Lý Thị Luyến và Bích Thủy. Khi phụ công xoay xuống cầu dưới thì người thay thế vị trí là Libero Thanh Liên. Tú Linh tấn công hàng sau. Bên phía Thanh Hóa, chuyền 2 là Ngọc Trâm, đối chuyền là Đoàn Thị Xuân. Hai chủ công với Lưu Gian Han, ngoại binh người Trung Quốc, và Hoàng Thị Thảo, vận động viên mang áo số 10. Cặp đôi phụ công là Quách Kim Luyến, người chơi thay vị trí của Trịnh Thị Huyền. Và cái tên còn lại là Phạm Thị Như Quỳnh, người đánh ở vị trí libero bên phía Thanh Hóa là Phạm Thị Thúy, vận động viên mang áo số 9.
Chúng ba. Lưu Yan Han. Pha chắn bóng tốt của Thanh Hóa. Tú Linh và các đồng đội rất nỗ lực và họ đã cứu được bóng. Đường chuyền sau đâu. Pha xử lý bỏ bóng ngoài của Kim Luyến. Kim Luyến ra dấu để ban huấn luyện khiếu nại. Liệu bóng có chạm tay chắn của Hồng Ngát ở tình huống vừa rồi hay không? Phía sau còn có cả Thanh Liên nữa. Có vẻ như bóng không chạm ai cả. Bóng còn cách rất xa tay chắn của Hồng Ngát. Trọng tài xác định điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Sau khi giành lại quyền phát bóng thì Bích Thủy đã trở lại sân. Đường chuyền cho Chuba. Bóng bật tay chắn khiến cho hàng thủ phía sau của Thanh Hóa cũng không cứu được đường bóng vừa rồi. Tình huống bóng đổi hướng khó với Phạm Thị Thúy. Một cú đập bóng rụng chắn của Lưu Yan Han. Lưu Yan Han thực sự là một thành viên có thể gánh team, cũng như những gì mà Kai Xiaoqing đã làm được trong giai đoạn 1 cùng với đội bóng xứ Thanh. Điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, tỷ số được nâng lên 5-4. Và tấn công uy lực là của Bích Thủy. Bích Thủy gần như lột xác hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Văn Long. Những pha ra tay nhanh và gọn như điện xẹt. Khiếu nại được đưa ra từ phía ban huấn luyện Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Challenge ball in out cho tình huống phát bóng của Chuba. Pha bóng cũng khá nhạy cảm. Vẫn có khả năng một lát cắt nhỏ của trái bóng vẫn dính vạch. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge Ice. Bóng ngoài rồi. Khiếu nại không thành công của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và điểm dành cho Thanh Hóa. Trong một bóng chuyền, chúng ta thường thấy những đường bóng đi với tốc độ rất cao. Có những pha bóng các vận động viên đập bóng với vận tốc hơn 100 km/h. Do đó sẽ xuất hiện nhiều pha bóng nhạy cảm với những diễn biến liên tục mà bằng mắt thường thì không tài nào có thể quan sát một cách chi tiết được. Đó là lý do mà công nghệ Video Challenge Ice thực sự là vô cùng cần thiết với môn thể thao này. Thậm chí theo quan điểm của chúng tôi thì nó còn cần thiết hơn so với VAR trong bóng đá. Hoàng Thị Thảo không qua được hai tay chắn áo trắng. Tình huống bám chắn của Bích Thủy và chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Người có điểm block là chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Bước một xấu của Thanh Hóa. Và đây là lỗi 4 chuyền.
Đường chuyền không đúng tầm cho Lưu Gian Han. Trọng tài xác định đã có lỗi tấn công hàng sau của Thanh Hóa. Tình huống mà ngoại binh người Trung Quốc đã dẫm vạch. Thanh Hóa gọi time out. Họ vất vả thắng được một set, nhưng set đầu thứ tư này đang bị đối thủ tạo ra cách biệt 4 điểm ngay từ những phút đầu. Tỷ số bây giờ là 7-9, cách biệt 2 điểm. Ở thời điểm này thì chúng tôi thấy có nhiều khán giả vẫn đang khá lấn cấn về pha bóng bắt lỗi với Lưu Gian Han vì lỗi tấn công hàng sau. Pha bóng đó chúng ta có thể dễ dàng thấy ngoại binh người Trung Quốc đã dẫm vạch. Và cô đã chạm bóng khi trái bóng vẫn còn đang treo trên cao, cao hơn so với mép trên của lưới. Pha xử lý đó chỉ không bị bắt lỗi khi bóng đã xuống thấp và không bị tính là một tình huống tấn công. Đổi vào điểm cho Hóa trước Đức Giang Lào Cai 17. Đường chuyền cho Trung Ba, một cú đập bóng rất mạnh nhưng Ngọc Trâm phòng thủ thành công. Hoàng Thị Thảo, Tú Linh thủ tốt, lại là Trung Ba bỏ nhỏ. Đó là câu trả lời của Lưu Gian Han. Một cú đập bóng cắm sàn. Và ghi điểm chất lượng của ngoại binh người Trung Quốc. Lưu Gian Han chỉ cần những pha treo bóng đúng tầm như thế này là có thể tấn công tốt và ghi điểm. Chùm ba chắn bóng hay, tình huống chắn đôi của Lưu Gian Han và Như Quỳnh. Chúng ta thấy Trung Quốc có rất nhiều những vận động viên tài năng. Đó là lý do tại sao họ là đội bóng nằm trong top đầu của bóng chuyền châu Á. Pha xử lý của Lý Thị Luyến, điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ở thời điểm hiện tại thì Trung Quốc đang là quốc gia có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của châu Á. Trong châu lục của chúng ta thì top 5 gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan và Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sau 2 mùa giải liên tiếp thi đấu cực kỳ ấn tượng ở nhiều sân chơi đã vươn lên hạng 33 thế giới và góp mặt trong top 5 châu Á.
Trung Quốc cũng đang là đội đứng ở top 5 trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới. Những vận động viên Trung Quốc tới thi đấu tại giải vô địch quốc gia của chúng ta với Liu Yanhan, với Kai Xiaoqing, với Chen Peiyan đều đã để lại những ấn tượng rất đẹp với các cổ động viên. Ở giai đoạn 1 thì còn một vận động viên người Trung Quốc nữa là Jin Ye, người đánh cho Vietinbank. Đã có lỗi lưới của Thanh Hóa. Tình huống tấn công ở vị trí số 3 của Kim Luyến. Sau cú đánh của mình thì phụ công của Thanh Hóa đã chạm lưới. Liu Yanhan, pha tấn công tốt nhưng Thanh Liên thủ quá hay. Tú Linh bỏ nhỏ, tuyệt vời. Pha xử lý đưa bóng vào lỗ đồng xu của Trần Tú Linh. Có thể thấy Tú Linh là sự khác biệt với thế trận ngày hôm nay. Khi Tú Linh rời sân cũng là lúc Thanh Hóa lật ngược thế cờ trong xét đấu thứ 3. Và ngay khi chủ công của đội tuyển Việt Nam trở lại, hóa chất Đức Giang Lào Cai lại tiếp tục duy trì được lợi thế của mình. Đoàn Thị Xuân, pha phòng thủ tốt của Nguyễn Thị Thủy. Đường truyền cho Đoàn Xuân, vẫn chưa có điểm cho Thanh Hóa. Một pha ghi điểm khá bất ngờ của Lý Thị Luyến, gần như là một cú quăng bóng sang bên kia lưới. Và tình huống này thì Quách Kim Luyến đã bị giật mình. Vẫn đang là cầu phát bóng của Tú Linh. Liu Yanhan chưa qua được các tay chắn. Lại là Liu Yanhan, cơ hội thứ hai. Thanh Liên phòng thủ hay. Đã có lỗi lưới rồi. Trọng tài bắt lỗi dính lưới của Nguyễn Thủy. Khiếu nại đã được đưa ra. Có vẻ như đã hết thời gian khiếu nại thì phải. Pha xử lý thấp tay của Nguyễn Thủy đã khiến cho lưới rung lên. Ở bên kia lưới thì Kim Luyến cũng là người đã nhảy lên. Không biết là ai là người đã tác động và khiến lưới rung lên, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Trọng tài bắt lỗi Nguyễn Thị Thủy. Khiếu nại không thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Chép Chum Ba, pha tấn công ở vị trí số 2 ăn điểm. Chép Chum Ba đánh bóng chéo sân, hướng bóng thẳng vào vị trí của Đoàn Thị Xuân. Mười lăm mười một,
Đường chuyền cho Lưu Giang Han, quá xuất sắc cho tình huống vừa rồi. Một tình huống tấn công đưa bóng về phía cuối sân với độ chuẩn xác cao của tay đập người Trung Quốc. Không thể chống đỡ sau khi Lưu Giang Han đã có một pha đập bóng trên chắn. 12-15. Chumba. Tình huống chắn bóng giảm lực thành công của Thanh Hóa. Nhưng sau đó Hồng Ngát đã tận dụng được thời cơ vừa rồi. Pha xử lý bước 1 của Lưu Giang Han đã để bóng đi hơi mạnh. Mới 6-12, khoảng cách 4 điểm lại được tái lập. Thanh Liên bọc lót rất hay. Chumba, bóng ngoài. Không khiếu nại. Ở trận Đức Giang, Lào Cai biết rằng bóng không chạm chắn ở tình huống vừa rồi. Mười ba, mười sáu. Hồng Ngát. Đường truyền cho Hoàng Thị Thảo. Hoàng Thị Thảo phản xạ rất nhanh. Lưu Giang Han. Thanh Liên phòng thủ quá tuyệt. Lại là Lưu Giang Han, không được. Pha bóng như vừa rồi thì nếu như ngoại binh người Trung Quốc có dẫm vạch cũng không bị bắt lỗi, vì đường bóng đã xuống thấp hơn so với mép trên của lưới và không bị tính là một tình huống tấn công. Đó là sự khác biệt trong hai pha bóng của Hóa Chất Đức Giang, xin lỗi quý vị, của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Pha xử lý này của Chep Chumba đã giúp cho đội bóng áo trắng có thêm một điểm nữa. Mười bảy, mười ba. Hồng Ngát phát bóng. Chuyền bóng cho Hoàng Thị Thảo. Đưa bóng ra biên, Tú Linh. Và phối hợp đánh lao rất hay của Thanh Hóa, nhưng Hóa Chất Đức Giang, Lào Cai phòng thủ tốt. Họ tổ chức phản công với một cú đánh sau vạch 3m của Chep Chumba. Đường bóng này thì trọng tài xác định bóng ngoài. Khiếu nại được đưa ra. Challenge Netfro. Ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang, Lào Cai nghĩ rằng Thanh Hóa đã mắc lỗi lưới. Tuy nhiên pha quay chậm vừa rồi cho chúng ta thấy đường bóng cũng khá nhạy cảm. Vẫn có cảm giác như bóng dính vạch cuối sân. Nhưng Hóa Chất Đức Giang, Lào Cai không đưa ra khiếu nại ball in out, thay vào đó là net foul. Xin nhắc lại với quý khán giả là trong mỗi set đấu thì mỗi đội sẽ được 2 lần khiếu nại sai. Còn nếu khiếu nại đúng thì họ có thể khiếu nại bao nhiêu lần cũng được. Không có lỗi lưới. Điểm dành cho Thanh Hóa. Khiếu nại không thành công của Hóa Chất Đức Giang, Lào Cai. Và sau tình huống khiếu nại này thì set đấu thứ tư họ sẽ không còn quyền challenge nữa. Pha phát bóng bật mép lưới nhưng Thanh Liên vẫn phòng thủ được. Khả năng bọc lót của Thanh Liên là tuyệt vời. Sau đó thì Tú Linh phản công và ghi điểm cho Hóa Chất Đức Giang, Lào Cai. 18-14. Tình huống ghi điểm là của Hoàng Thị Thảo.
15-18, khoảng cách được thu hẹp xuống còn 3 điểm. Hoàng Thị Thảo sẽ là người phát bóng cho Thanh Hóa. Đường chuyền cho Tú Linh. Một cú đánh y của Tú Linh nhưng chưa có điểm cho đội bóng áo trắng. Lý Thị Luyến. Lưu Gian Han. Đây là chép chung ba. Thêm một loạt bóng bền giữa hai đội. Pha tấn công hàng sau của Hồng Ngát. Và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có điểm thứ 19. Trong một trận đấu mà Hồng Ngát và chép chung ba đang tấn công cực kỳ hiệu quả, thì để giúp cho đội hình của Hóa chất Đức Giang Lào Cai giữ được tính cân bằng, họ thực sự cần tới Tú Linh và đương nhiên cả Thanh Liên nữa, những cầu thủ có kỹ năng phòng thủ và xử lý bước một tốt. Đường chuyền sau đầu cho chép chung ba. Lưu Gian Han có điểm block. Một master block của ngoại binh người Trung Quốc. Tấn công hay, phòng thủ tốt. Không có điểm gì để có thể chê được Lưu Gian Han. Pha tấn công giữa lưới của Tú Linh. Tiếp tục là cơ hội cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh. Hai tình huống Thanh Hóa phòng thủ tốt trước cú đập của Trần Tú Linh. Đây là chú ba. Đội bóng áo xanh lần này không phòng thủ được nữa. Bóng chạm tay của Như Quỳnh và rơi ngoài sân. Chú ba thì lực đập đương nhiên là mạnh hơn Tú Linh nhiều. Điểm thứ 20 dành cho đội bóng áo trắng. Và tấn công chéo sân vừa rồi là của Lưu Gian Han. Ngoại binh người Trung Quốc vẫn đang nuôi dưỡng hy vọng cho các cổ động viên của Thanh Hóa. Phát bóng ngoài. Cứ những thời điểm như thế này thì Thanh Hóa lại mất điểm một cách cực kỳ đáng tiếc. Những giai đoạn nhạy cảm của xét đấu, các học trò của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn lại không biết cách chắp chiêu những cơ hội của mình. Chuyền hai Hoa Thắm vào sân. Trọng tài xác định điểm dành cho Thanh Hóa. Cú đập bóng là của Lưu Gian Han. Bóng chạm các tay chắn áo trắng, sau đó thì chạm cột anten. Và phát bóng ngắn ăn điểm ace của tay đập người Trung Quốc. Cách biệt lại được thu hẹp trong nỗi lo của các cổ động viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Họ đang lo rằng có thể đội bóng của mình sẽ bị kéo vào xét đấu thứ 5. Thời điểm cần thiết để huấn luyện viên Phạm Văn Long sử dụng tới quyền time out. Hey!
Tiếp tục sẽ là cầu phát bóng của ngoại binh người Trung Quốc. Điều chuyền cho Trung Ba. Một cú đập cực kỳ uy lực. Quả bóng mà tay đập người Kenya đã đóng dấu libero của Thanh Hóa. Phạm Thị Thúy chỉ cố gắng đưa cánh tay về phía trước để chống đỡ, chứ không thể xử lý chuyền một thành công được nữa. Bích Thủy chắn bóng hay. Đó là tình huống block của Quách Kim Luyến. Pha tấn công khiến cho huấn luyện viên Phạm Văn Long tỏ ra khá thất vọng. Lỗi bước một của Bích Thủy. Và điểm ace dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Lại phải hội ý rồi. Hai lượt timeout cách nhau chỉ trong ít phút của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, khi lúc này họ chỉ còn dẫn trước với khoảng cách là một điểm. Và các vận động viên đang có dấu hiệu bị tâm lý trong thời điểm đối mặt với rất nhiều áp lực này. Huấn luyện viên trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai có sự động viên rất kịp thời với Bích Thủy cũng như các vận động viên còn lại. Còn bên phía bên kia sân thì Thanh Hóa đang rất nỗ lực để san bằng cách biệt. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là một điểm thôi. Đường truyền cho Hồng Ngát. Tấn công bóng ra ngoài nhưng có vẻ như bóng đã chạm chắn. Trọng tài xác định điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. 23-21. Hoàng Thị Thảo. Lưu Yan Han. Tấn công tốt từ sau vạch 3m. 22-23. Trận đấu vẫn đang diễn ra quá hấp dẫn. Đây là xét đấu mà nếu như Hóa chất Đức Giang Lào Cai thắng, họ sẽ ghi tên mình vào trận chung kết. Còn nếu Thanh Hóa thắng, chúng ta sẽ có xét đấu thứ 5 cho trận đấu vô cùng hấp dẫn này. Cầu phát bóng là của Ngọc Trâm. Pha xử lý hay của Bích Thủy. Khi cần thì Bích Thủy đã lên tiếng với một cú đánh một chân sau đầu hiệu quả nữa. Hai match point dành cho Hóa chất Giang Lào Cai. Trận chung kết giải vô địch quốc gia thứ 5 liên tiếp đang ở rất gần Bích Thủy và các đồng đội. Nó chỉ còn cách Hóa chất Đức Giang Lào Cai một điểm nữa thôi. Hoàng Thị Thảo tấn công bóng ngoài. Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Họ giành thắng lợi sau 4 xét đấu, vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1. Và tiếp tục bước vào trận chung kết của giải vô địch quốc gia. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công cuối cùng của Hoàng Thị Thảo. Một cú đánh chéo dài về phía cuối sân. Có vẻ như ban huấn luyện của Thanh Hóa vẫn muốn sử dụng nốt quyền khiếu nại còn lại của mình. Nhưng các vận động viên của Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì đã tin tưởng rằng chiến thắng đã chắc chắn thuộc về họ rồi, khi biết rằng bóng không chạm chắn ở tình huống này. Và đây là lúc mà chiến thắng đã được khẳng định cho đoàn quân huấn luyện viên Phạm Văn Long. Một trận đấu hay của cả hai đội.